Hello các bác. Xin chào các bác trở lại với kênh phân phối thiết bị điện tử của Trung tâm Điện tử Hạnh Phương. Trong một bộ cấu hình âm thanh thì rất nhiều các bác khách hàng cũng đã tìm hiểu và cũng đã có một cái xu hướng chơi, phải nói rằng là đúng chuẩn chỉ theo kỹ thuật âm thanh. Thì anh Phương vẫn tư vấn cho các bác là chơi một con đẩy 3 hoặc 4 kênh, sau đó là sử dụng vang số, sử dụng lọc, sử dụng loa xịn, sử dụng súp. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà bên Trung tâm Điện tử anh Phương đang về được một lô lọc Hàn Quốc xịn. Đấy. Những con lọc này về bao nhiêu hay là hết bấy nhiêu luôn. Bởi vì các bác biết rằng là trên thị trường lọc Trung Quốc người ta còn bán được, nói gì những chiếc lọc Hàn này các bác. Trong khi đó lọc Hàn thì giá của nó cũng chỉ xấp xỉ ngang với này lọc Trung Quốc thôi các bác. Nhiều bác thì sau khi mà chơi lọc Trung Quốc và thay đổi bằng lọc Hàn thì các bác đều đánh giá và phải gật đầu công nhận. Phải nói rằng lọc Hàn nó hay thực sự. Và những bác đang chơi lọc Trung Quốc lại muốn là bỏ và muốn thay đổi thì ngày hôm nay các bác đang có lý do để thay đổi, để nâng cấp sang những chiếc lọc của hãng Liver. Nó có hai màu riêng biệt. Một màu là màu trắng bạc, màu trắng bạc với mã là LQ1250E. Đấy. Con này là sử dụng tất cả là 10 năm cần thì phải. Một kênh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 năm cần cho một kênh. Đấy. Là chúng ta có thể tinh chỉnh tất cả các giải tần. Theo như tính toán thì giải tần bát mềm, tức là bát sâu của nó rơi vào từ 25 Hz cho đến 63 Hz. Đây là bát sâu. Còn ví dụ như dòng bát đời căng, tức là từ 250 Hz đổ lại. Sau đó là giải trung của chúng ta là từ 400 Hz cho đến 2,5 kHz là giải trung. Còn giải chép của nó rơi vào từ 4 kHz cho đến 16 kHz. Vậy thì với ba cái giải tần như thế và chúng ta chia nhỏ ra thành 10 năm cần để cân chỉnh thì chúng ta thấy rằng là nó quá tuyệt vời. Các bác có thể tăng, có thể giảm, có thể nâng lên hạ xuống. Ví dụ những đôi loa của các bác nó đang thiếu giải bát thì chúng ta dùng lọc chúng ta có thể đẩy cái giải bát nó lên. Ví dụ như đôi loa của các bác thấy tiếng tép nó hơi bị tối đấy, thì chúng ta có thể dùng lọc này chúng ta tăng nó lên. Đấy. Đấy là những cái điều mà chúng ta có thể hình dung là với một con lọc. Và những con lọc xịn của Hàn Quốc, các bác nhìn cái mớ dây rác của nó này. Lọc này là lọc tuyển các bác nhé. Một lô tất cả là 121 con thì em tuyển được, ngày hôm nay chỉ tuyển được gần đây con 121 con, cả buổi chiều anh Phương nhặt và test kiểm tra từng con một thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tất cả được 12 con lọc các bạn. Cho nên là các bác thấy rằng lọc của anh Phương nó tuyển ngay từ những cái nắp, nó cũng còn nguyên bản, nó không xước sát tí nào. Cái mặt mũi chúng ta thấy rằng nó cũng còn rất là đẹp. Đấy. Lọc đi vờ thì nó rất là khỏe. Con lọc này chúng ta thấy rằng là hai cái cần của nó tăng giảm to nhỏ của nó đây. Đấy là gain. Đúng không ạ? Thế còn nếu như con lọc Niver 1250NQ này, con này thì hai cái cần gain của nó lại thiết kế ở khu vực này. Đây là màu đen thì nó thiết kế ở khu vực này. Đấy. 10 năm cần cho mỗi một vế. Chiếc lọc phải nói rất là đẹp. Các bác nhìn này. Anh Phương tuyển rất kỹ. Mặt mũi không có một vết xước sát gì các bạn. Đấy. Tuyển lọc nó phải tuyển như thế này các bác, để cho các bác vừa chơi vừa trưng. Và các bác chỉ cần nhìn vào đây, em giới thiệu các bác này, các bác đã biết về cái chất của nó. Made in Korea nha các bác nha. Đều là Korea hết. Hàn Quốc xịn hết. Đấy. Lọc Hàn Quốc thì một là nó khỏe, hai là chất âm của nó rất sáng và rất sạch. Đấy. Hai đường tín hiệu ở đây chúng ta thấy rằng đường tín hiệu đầu vào của nó là input đây. Input. Output là ra cửa này. Đấy. Có thể kết nối bằng jack hoa sen. Con này nó có cầu chì nối đất. Dây jack của nó chuẩn chỉ luôn các bạn. Mua những con lọc này chúng ta thấy rằng là cái chất của nó ra được hết chất tiếng các bạn. Đấy. Bây giờ các bác khám phá cái nội thất của cái con này, con lọc này. Đây Phương mở nó ra một con này. Đấy. Ui giời ơi. Nhìn những con lọc này chán ngắt những con lọc Trung Quốc luôn các bạn.
Các bác nhìn cái nguồn nó nguồn gấu chưa? Con này thuộc dạng nguồn to đấy các bạn. Nguồn của nó trông nó đã khôn nó chất rồi các bác ạ. Đấy, những chiếc lọc hàn nó là như thế này, hệ thống dây rắc các bác này. Trông cái chất của nó. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 16. 16 đây 4 nữa là 20, 23 IC. Toàn bộ là toàn bộ IC, toàn IC xịn rồi các bác. Máy của nó quá nhiều linh kiện luôn đấy. Nghe rất hay. Bây giờ mời anh Phương, mời các bác cùng anh Phương test thử cái con lọc này. Tăng teo. Tăng teo. Tăng bát. Đi chắc lịch luôn. Tiếng nó thô mà nó tối lên rất nhiều. Cho chạy qua lòng này. Khi cho chạy qua lòng tiếng nó tơi rồi các bạn. Tiếng nó tơi. Tiếng tép nó nảy và nó nhuyễn ra. Còn tiếng bát thì nó căng hơn và nó sâu hơn rất nhiều. Với một con lọc này thì hiện tại anh Vương đang gửi tới các bác với giá rất là tốt. Giá của nó khoảng độ 2.500.000 đồng một con lọc này. 2.500.000 đồng một con lọc hàn. Hãy gọi cho anh Vương với số máy 0971998555 để chúng ta có thể sắm cho mình ngay những con lọc hàn xịn Made in Korea. Xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt các bác.